Rồi, xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc CRV siêu đẹp luôn. Xe sản xuất 2022, chạy có 10.000 cây à. Biển này biển Hà Nội, nhưng mà khách hàng làm việc ở trong Sài Gòn chị, nên người ta vận chuyển xe vô đây nha. Đó, xe còn đẹp lắm, xe chạy có 10.000 cây, còn mới tin. Bên cửa hàng mua bán có cam kết đảm bảo cho anh chị nha, là không bán xe cứng đụng, không bán xe ngập nước nha, không bán xe bùng rạ động cơ. Bao anh chị đi tới hãng thoải mái, 2022 thì còn bảo hành chính hãng đến 2025, nên anh chị cứ yên tâm mà sử dụng nha. Đó nè, siêu đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh chị ạ. Anh chị nào quan tâm mẫu CRV mà chạy nước thì liên hệ chịu. 10.000 cây còn mới tinh nè. Nè, đèn chiếu sáng nè, full LED luôn. Đó, đèn LED cản nè, cản mí phía trước nè. Radar đầy đủ luôn anh chị nha. Đây, đi vào trong các anh chị coi nè. Đó nè, giữ làn đầy đủ luôn. Đo khoảng cách luôn. Ga tự động thông minh. 10.000 cây. Vô lăng còn mới tinh luôn anh chị. Đây nè. Trời ơi, vô lăng mới tinh luôn. Nè, có cảnh báo va chạm đầy đủ nha. Đó, hỗ trợ cảnh báo lệch làn nè. Đó, sạc pin không dây, chìa khóa đủ hai cái, cần số mới tinh luôn, thắng điện tử luôn. Nó có camera hành trình cho anh chị luôn nè. Nè, anh chị coi nè, khách hàng đã gắn đèn viền nội thất anh chị. Đây, cái lo có đèn luôn nè, cái đèn viền nội thất nè. Đèn viền nội thất nhìn đẹp ghê anh chị. Cái này đi ban đêm nhìn đẹp lắm. Đó, anh chị thấy không, ánh lên nhìn đẹp lắm. Ở đây cũng gắn thêm cái đèn ở chỗ để máy chạy nước nè. Đó, nè, xếp gương tự động nè. Mà chi tiết xe là còn mới tinh nha, tại xe mới chạy có 10.000 cây. Em mở cái nắp capo lên luôn. Không, chức năng đầy đủ hết nè. Đây là bảng L, bảng full. Ghế bên tài gì con này còn mới tinh nè. Đó, 10.000 cây chạy nước. Ghế chỉnh điện đầy đủ luôn. Xe này sản xuất là 2022 anh chị. Đó, hàng ghế thứ hai nè, mới tinh luôn. Đó, gắn đèn viền nội thất đầy đủ hết anh chị. Bảng L, bảng full nha. Chạy 10.000 cây. Đi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nè, CRV L nè. Đó, 5-6 lít tới 7 lít cho 100 cây, siêu tiết kiệm. Sơn zin xung quanh xe luôn anh chị. Quá đẹp luôn anh chị à. Đó, anh chị nào quan tâm CRV ha, bạn L thì đến coi. Đó, biển Hà Nội nhưng mà người ta làm việc ở trong Sài Gòn anh chị nha, người ta vận chuyển xe vô đây. Đó nè, 1.5 turbo nè, cốp điện đầy đủ nè. Đó, có lót nhựa đầy đủ luôn. Hàng ghế thứ ba còn mới tinh luôn anh chị. Đây, mới tinh luôn. Quá xịn luôn. Xe vẫn còn thơm mùi mới luôn anh chị. Đó, một cái cấp độ siêu rộng cho anh chị luôn. Mới tinh nè. Lên đèn viền nội thất nhìn cũng đẹp nữa. Xe này sản xuất là 2022. Ở chiếc này cửa hàng chịu đang bán giá là 940 triệu thôi. Quan tâm đến coi xe, có bớt thêm cho anh chị nha. Có thiện chí rồi thì cứ đến coi xe thực tế anh chị. Này, mới tinh nè. Đó, đây. Quá đẹp luôn anh chị. Quá đẹp. Đó, nước sơn nè. Sơn zin luôn. Sơn zin quanh xe luôn. Chạy 10.000 cây. Đây, máy móc mới tinh luôn chị. Đây, cam kết cho anh chị luôn nha, là không bung rã động cơ nha, không ngập nước nha. Đây, máy móc còn mới tinh luôn. Đó, mới tinh nhìn anh chị, nhìn những con ốc động cơ là chưa có dấu hiệu tháo mở gì hết nha. Đó, cam kết là không ngập nước, không bung rã động cơ. Ốc capo là còn zin luôn. Máy móc là còn mới tinh luôn. 940 triệu thôi. Đó. Rồi, anh chị có quan tâm cái CRV này thì cứ đến coi xe thực tế đi, gặp chiều đi, còn bớt thêm tí cho anh chị đó.